Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con kính chào cô Sáu. Thì hôm nay cũng hữu duyên trở lại thăm cô Sáu. Thì cũng nghe nói là cô Sáu có mua được cái ghe ngon không, đúng không cô Sáu? Mua được rồi, mần được 2 phần rồi. Thì lý do là sao mà cô Sáu mà mua cái ghe ngon là nghe nói ông dâu dài, ông báo mộng gì đó cô. Có thể kể cô bác mình nghe à? Thì ông già rau tới Nhật đó, ông nói con ơi, con mua cái ghe đi, rồi con sắm gạo muối xuống ghe, củi đốt xuống ghe. Rồi á là buổi này còn chạy chặn giặt miên nữa. Rồi thành thử ra rồi mới sắm đó. Rồi nghe nói là cô Sáu không có nhà gì đó, rồi cô định là xuống ghe, cô sống ở dưới hay sao cô? Xuống ghe, ở dưới ghe chứ sao. Rồi bơi lên bơi xuống đặt lục bình bán. À, thì vừa qua con cũng lên cái clip thì có một cái cô Tiết là bà cô này ở quận 5 Sài Gòn mình đó cô, thì cổ thấy là cô cổ cảm thương rồi gửi cho cô là 1 triệu để cô mua chiếc ghe. Dạ, hổm dài con cò con việc của bà nó đi tới đâu rồi bà Sáu? Thì bây giờ con cò con diệt, ba cao kịch liệt, con xéo con diều, trò cẳng thiêu liêu, xô đổ học trò xuống nước xiêm mò, dịch nước le le, sáu gái cắm te, gà gừng cu gực, trong gừng gục gịch, có con chằn nghịch, cái đuôi ngút quýt, toàn là lóc chóc hơi trôi, có con cao lớn hẳn hồi là gà đãi kênh kênh, đáp xuống bay lên chim nhàn thầy bói, cái mồng vỏ chói câu cá hồng hoàng, đáp xuống kênh cạn là chim cú chim heo. Thì dạ thưa bà Sáu, Salom thì sắp sửa bà có chiếc ghe ngon như vậy, theo bà nghĩ gì á, bà chị ở ngoài đâu anh Tâm? Cô Tiết ở bên cái này ở Sài Gòn quận 5. Thì cô Tiết ở Sài Gòn quận 5 có hỗ trợ cho bà Sáu là 1 triệu đồng để bà Sáu hùng hạp bà Sáu để làm cái ghe cho bà Sáu để bà Sáu đi bơi lên bơi xuống. Là cảm ơn cô Tiết. Nhiều lượng ít tay chân vô góp gió làm bảo đặng mặn chiếc ghe đặng bơi tới bơi lui. Thay vì cô nhận được 1 triệu vậy cô có mừng không cô Sáu? Mừng, có tiền thì phải mừng rồi. Vậy cảm ơn cô Tiết. Mô A Di Đà Phật. Mô Đà Phật. Thì con chào bà Sáu, thì cũng như là trong cái năm thìn này thì cái cơ động sức động lực nào bà Sáu làm một chiếc ghe mà cái thời kỳ này là nước nó lên dữ lắm rồi. Sao bà không làm chiếc xuồng nhưng mà làm chiếc ghe chứ bà Sáu? Ghe ở nó rộng rãi cho chiếc xuồng sao được. Dạ, chiếc xuồng không được ha. Chiếc ghe rồi con cháu nó đi xuống, đứa này đứa kia. Dạ. À, có cái vụ này là đặc biệt luôn nè. Ổm gà nghe cái tin này khủng khiếp mà chấn động luôn đó. Nó ở trên trời á xuất hiện một chiếc thuyền Bát Nhã. Nó, bây giờ bà làm chiếc ghe vậy có phải là tương đối chiếc thuyền Bát Nhã không? Thì trong năm nay luôn. Không có tới đâu. Mần nó từ từ đi, ghe cũ mình làm sửa là nó không có bằng cái ghe mới của người ta. Không, ý con nói lại ở trên trời á xuất hiện một cái thuyền Bát Nhã, nhưng mà sao mà sắp sửa bà Sáu làm cái ghe mà xuất hiện thuyền Bát Nhã trước đó, là tới bà Sáu sắp sửa làm cái ghe sau thì thuyền Bát Nhã tay cầm tay lái rước đưa người qua chốn sông Mê, sông Ngân đảo lại bắt cầu, cầu Ô Thước dịp cầu bấy nhiêu. Trời ơi, nghe cái là muốn nổi da gà luôn đó bà con. Thì bà Sáu thấy là cũng như là đưa người đi. Mà Sài Gòn bây giờ sắm chuẩn bị nước ngập rồi đó. Bây Sài Gòn con quất quá sang le le chán ổ bạc nhàn cũng tiêu. Tiêu nhân tiêu diệt tiêu rồi có cây. 10 phần hết 7 còn 3 hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Yeah. Như là trong cái cuộc đời bà Sáu chỉ là gặp ông đâu dài, nhưng mà ổng đã nói 2-3 năm về trước rồi. Nhưng mà trúng cái năm thìn này bà Sáu vừa làm chiếc ghe chưa xong mà thuyền Bát Nhã ở trên trời xuất hiện. À, cái đó một cái điều thì thuyền Bát Nhã là tao biết từ lâu rồi. Biết từ lâu luôn đó hả? Biết từ lâu rồi mà bây giờ mình nghèo khổ quá đâu có tiền đâu mà mua sắm đua đòi theo người ta. Bây giờ tạm thời đi, thế gian mình tạm thời đi. Còn ở trên trời là thiên tiên địa tiên là nó riêng. Riêng ha. Còn mình ở dưới thế gian là nó khác. Chứ thuyền Bát Nhã trên trời là riêng ha. Trên trời là tại vì thiền đó là thiền không đáy. Còn ở đây mà thiền mình có đáy. Có đáy nó chìm thấy bà luôn. Rước con cháu lo tu hiền. Nặng ăn chay niệm Phật. Thì bà Sáu bỏ tiệm túi đi để cầm nặng á.
mình cầm tiền hoài sẽ nó nặng. Cho con hỏi cô Sáu hàng ngày cô làm cái gì có đồng tiền để cô mua gạo đồ ăn với cô Sáu? Thì là hàng ngày thì hái rau chai rau muống lục bình đi bán. Thì bán mua muối mua gạo ăn. Nghe nói là cô Sáu cũng biết làm thầy vậy đó, đúng không Sáu? Có thể cô Sáu chia sẻ cho cô Bác mình cùng nghe. Thì tôi mới đem về một ôm thuốc mỏi kìa. Đặng tôi chặt ra rồi, đặng tôi xuống ghe, đặng tôi nấu, tôi đãi con cháu. Trời ơi, tao có bệnh đâu mà đãi. Nghe nói bà làm cái gì mà uống, vuốt, bà bú uống, gì được đó bà Sáu. Khỏe. Nghe nói bà chị bệnh gì mà vuốt bú rồi gì đó, sanh đẻ vậy đó. Đau vú, sưng hàm, huyết dặn. Thuốc nam này phun hết trơn hả? Con hỏi vậy nè, cũng như là đường bà đau vú chị hết mà đường ông có đau vú chị được không? Chị hết luôn. Cũng như ai đau là chị. Ai đau là cứ chị. Dạ. Để mình biết, để mình cân nhắc đến thôi, đường bà không đường ông không chị được. Đường ông thì cũng chị, đường bà cũng chị. Đường bà điện âm thì cũng được trơn ha, đặng biết cho bà con. Đường bà điện âm cũng được, mà điện âm thì nó số ít, đường bà thì nó số nhiều. Đường bà số nhiều, sanh đẻ nhiều, số nhiều ha. Con thấy bây giờ là cũng như là, con thấy bây giờ là cái thời kỳ này, con thấy bây giờ nước lên nước xuống bây giờ là năm nay sao chuyển lại là cũng như cá nó nhiều hơn năm rồi sao? Thì ở trên nó xả đập, thì nước nó xuống nhiều thì cá nó trôi xuống dưới này nhiều. Cũng như là xả đập em nước nhiều quá nước nhiều nó xuống năm rồi con thấy là nước ít hơn năm nay có lên nhiều lắm vì vậy nó xả đập và nước nó theo mà cá chắc nó theo. Như vậy là nước nhiều vậy là sông mình nó nước sẽ dâng lên nghe sao mấy ngày nay là nước kém nè bây giờ nước nó mái lại nước đông nè là nước 30 là nhiều 30 tháng 9 đi gặp thì theo bà Sáu như vậy là cái công tu hành bà vậy được ngày hôm nay vậy bà thấy là như thế nào bà Sáu thoải mái không? Thì bây giờ mình cố công mà sắp có ngày nên kim thì cố công á mình lo tu hiền rồi cố công mà sắp có ngày nên kim con thấy đó. Kim đâu không thấy nhưng thấy cái ghe chà bá đó bà Sáu đúng không bà hả bà mơ ước cái ghe 20 dạ mà bây giờ tới 100 dạ thì ghe bự nào tốt nãy rước người nhiều một chút ha thì rước con cháu đứa nào tu niệm xuống đây tao rước hết trơn luôn ha không bỏ đứa nào hết như là thường thường nói là theo tao á là ăn muối ăn tương ăn xả chứ không có gì chứ nghe nói ăn xả là xả tội đó buổi này ăn xả nó hay hơn tốt hơn xả tội ha thầy xả tội nay còn một lúc gán lo tu đi được mà hưởng nhờ ha thì con thấy bà Sáu á, là từ ngày mà cái bà hổng còn có đi lên lên chỗ mà cái đường mà chỗ mà cái gì mà bà Trúc á bà Sáu có cái cây gì mà giữa chỗ cái đường luôn uống người không giáp luôn á mà ngay giữa đường lộ luôn đó cái cây dầu cái răng cây dầu phải cây dầu ngay bà Trúc không cây dầu ở ngay chỗ cửa chùa bà Trúc rồi phải là rồi cái mỏ neo đó rồi trời cũng thấy một cái nhé giữa đường lộ gì nè mà người ta gào rồi không cho ai lại đụng luôn mà sao thì đó là gào tao đâu có cho có chào bà nó chào bụi chào bà leo lên mà nằm giữa đường lộ luôn nha thì ngay giữa đường lộ ngay tim đó ngay chẳng có là một giây thôi sao thì 18 nước chư hầu vô đó là còn có mỏ neo đó ngay chân cho luôn bây giờ còn có bệnh cây đó là cây trụ bon đó con nói sao mà giữa đường lộ mà không ai hạ luôn mà để như vậy nó mé cái nhánh không mà nó còn chết rồi mà hạ xuống hạ nữa là chết nữa hả trời ơi lại đụng tới là chết đó chứ hạ cái đó là có ông bà ở chư thần ở chư thần nghe chư thần canh giữ ha chư thần ở đó chứ ông bà nào ở chư thần giữ ha như là chư thần lại đụng cái đó là chết đó bữa hậu mới tiếp thu á chết mạng nó lại đụng người nào chết còn con thấy là cũng như cái cây dầu đó là cũng như con thấy là nó bự cái dầu đó nó bự mà nó hàng trăm năm chưa mà sao trời ơi mấy trăm năm á cái thời rồi Đức Phật thầy coi phải không cái dầu còn Đức Phật thầy đó là hồi đó thì bà thấy hồi xưa như bà thấy Đức Phật thầy như vậy bà thấy ổng như vậy rồi bây giờ ổng hiện ra cho bà thấy rồi biết không không biết đâu không biết bà chưa thấy ông đâu dài đó cũng không biết ông nào ha không biết ông nào
Khi ông câu dạy, khi ông trời bà cũng không biết. Ông dạy con cháu của ông là ông dạy, ông dạy, ông găng, ông dạy, ông dẫn đường đi nước bước. Mà ông không xưng tên, xưng họ. Không xưng tên ha. Không. Ông cũng không nói ông là ai ha. Ông nói là ai á, dạy con dạy cháu á, dẫn dắt á, con cháu lận mà lâu cháu cốc cháu chắc nè, lận lo tu. Bà không gà bà có lâu cháu cốc cháu chắc bà tu chưa? Thì cũng có thấy được đứa hai đứa rồi đó. Trời, đứa gì ít lắm bà gán lâu mười mấy đứa. Rồi. Trời ơi, lâu nó không không nổi. Nó chìm không theo không? Mình làm sao mà nó chìm nó không nổi. Nó không theo mình làm sao mà lâu nó nổi. Không lâu nó nổi giùm mà phiên á, mấy đứa bay mà không lo tu hay sao người ta không có đưa xuống ghe đâu à. Thì nó nghe không nghe thôi chứ mình giờ mình đâu có nói được. Có chiếc ghe là mấy hót, còn có chiếc ghe là vô hộng. Thì đó. Nghe nói là sao này, ông năm nổi. Thì ông nổi đó. Nổi mắc cây cầu cho mình đi ngang lên ổng đó. Mình đi lên cây cầu mới qua khỏi hả sao? Mình đi lên lên ổng mới qua khỏi. Còn vô hộng đó khỏi không? Khỏi ông nội tôi, ông ỉa ra. Ờ, cái vô hộng là không có khỏi ha. Ừ. Vô họng rồi là ông ỉa gà cá ăn chứ khỏi. Có đi lên lưng mới khỏi. Ờ, lên lưng là người chăn tu ha. Là ông người mập đầu sao đó. Thì ông gục cái đầu gì nè. Yeah. Mình đi lên lưng. Còn có người không tu thì ông hả họng là chổng ha. Cố xá ha. Quán ha. Xe hơi nhà lầu ha. Là đi đó. Đi vô họng hết. Ừ, đi vui á. Thấy vui quá đi vô chổng là đi vô bụng ổng đó. Vô bụng là cả đời chưa có lưng hồng. Gì đó. Có mà ông ngậm miệng á, mình đi lên lưng á thì mới khỏi thôi chứ làm gì mà. Nhưng mà bà Sáu ơi, thì cho con hỏi á, thì mấy hổm gài á, bà có đem từ ngày bà đem chiếc ghe ngo mà về nhà bà được cái gì, bà có ngủ được không bà Sáu? Phòng lo nó mặn riết cho rồi á, đặng mà sắm sửa không ngủ được luôn ha. Khi nào xong rồi mới ngủ ha. Xong rồi đi lên đây nè, gạo muối thì xuống. Rồi bây giờ làm, bây giờ còn gian dở, còn chấp sửa rồi ha. Chấp sửa rồi, bằng được hai phần rồi. Hai phần ha. Nữa. Thì hổm gài bà có dự tính là cái ghe đó là chi phí tiền thợ bỏng rồi á, là tổng kết cuối năm lại là được bao nhiêu tiền không? Nó chưa có biết, chuyện nào nó bằng rồi hỏi. Bây giờ nó tốn hết bao nhiêu rồi? Cũng 3-4 triệu gì hà, mua bà cái chút cái bà món bà. Nó biểu mua gì thì mình mua nấy, biểu sắm gì mình sắm nấy cho nó mặn đó. Thì chừng nào gọi hết mới tổng kết ha. Mới tổng kết lại mới biết. Tổng kết cuối năm đi sao rồi. Thì tổng kết đi còn thiếu đủ bao nhiêu thì anh em ở bên bên nhân viên bên YouTube chứ bà con ta ủng hộ vô cho bà người 5-10 ngàn gì đó cho nó đủ hoàn thành đi. Rồi vậy là niệm Phật. Thì con lúc đó thì ta tặng cho bà 18 ký muối. Tại vì sau này còn 18 nước mình tặng 18 ký hả? Ừ. Không có đủ, không có được tặng 20. 18 gạo luôn. Ờ 18 ký gạo. 18 muối. Ờ 18 muối, con tặng cho bà 18 ký gạo, 18 muối. Thì chừng nào mà con có tiền con tặng, con có để đó nghe. Cái này mình thì có sao bơi lên đây đi rồi xuống đây đi rồi. Rồi tặng. Mơ nhớ tặng muối cho bà ăn hà tiện là tặng nghe chứ không phải là đâu mà có mà tặng hoài nghe muối sao? Mà ăn chạy ở lỡ làm sao được, phải chuyện tặng nó còn ăn lâu dài chứ đâu phải ăn một ngày một bữa đâu. Đừng có nghĩ là mình có muối rồi mình ăn phung phí là coi như là sau này không có muối ăn nghe. Thích muối không muối ăn. Còn mưa gạo thì ví dụ mình nấu cơm ăn, ví dụ còn dư một hơi khô mình để dành sau này á, là mình lấy nước mình đổ vô nó nở ra là mình ăn. Cái muối là nó khó hơn cái gạo. Đúng đó. Đúng rồi. Gạo dư có thể mình phơi khô mình để dành trong đó nó không hư. Sau ngày sau này là tối 7 ngày 7 đêm là mình không có nấu nướng gì được, cho mình chỉ đổ nước vô để cho nở ra mình ăn như mì vậy đó ha. Cẩn thận cái chỗ đó nghe bà Sáu. Thì đó nè, tiền bạc vàng vòng để dưới ghe có thể mắc nhưng mà gạo muối để dưới ghe không bao giờ mắc. Thì mình nhờ bây giờ nhờ thủ là thủ cái muối đó. Muối gạo, thủ muối trước cái gạo á, bây giờ không có mình hái gạo mình luộc mình ăn. Bà có ăn ớt không? Không. Có ăn ớt thì trồng ớt dưới ghe luôn, không trồng trên bờ. Mình đâm cho cay cay mình ăn cho nó đỡ ngán. Thì muối xả. Muối xả ha. Rồi trồng muối xả sang dưới sông luôn. Muối xả. Ăn xả là xả tội đó. Thì bây giờ lục bình dưới sông mà nhóc rồi đó. Mình hái nấm vô cái mình luộc ra chấm nước muối là ăn. Bình nó dễ ăn. Chỉ cho bà có găng rồi nữa ăn cái ruột cứng. Đúng không? Lục bình nó mềm. Thì dạ trở về chương trình cô bác gần xa kính mến, trong nước ngoài nước, nước trong nước rồng, nước lớn nước đục. Bà Sáu bây giờ xuống cái ghe bây giờ bà mừng dữ lắm,
mà còn dang dở thì bà con chú ý đón xem tiếp tục kế tiếp nữa mấy cái clip gần đây để đưa bà Sáu lên một cái ghe thì độ cỡ bao nhiêu ngày nó xong rồi sao theo bà nghĩ? Là cái ghe ra đó là khoảng 10 ngày nữa mới có 10 ngày nữa thì con cho bà nửa tháng đi. Thì cuối tháng 10 là mình khởi công xuống sông. Nghe nói sao? Tháng 10 này căng lắm nha. Quỷ thần náo động đó. Trong gió cái tháng 10 là dữ lắm đó nha. Còn 3 tháng cuối đó là đây tới Tết. Tháng 10 thánh thần náo động. Ừ. Bởi thương cho Trần nhà chống Vũ Quang. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc tiêu mà nay tận diệt mới lập đời trở lại. Ngày tháng 10 mới tận diệt. Tiêu nhân tiêu diệt tiêu rồi có cây 10 phần hết 7 còn 3 hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Bởi vì thường thường bà con nói là 10 phần chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra bà Sáu đưa đò. Nha. À, có chỉ bà mới có đưa đò thôi. Tại vì cái tháng 10 này là cái tháng quỷ thần náo động hay sao? Sống còn hay không là do cái tháng 10 này. À, nếu mà ông không tha bà không tha đánh một trận mùng 3 tháng 10. À, cái trận này cái trận khủng khiếp luôn đó. Thì tháng 10 này dữ lắm đó. Ừ. Ông không tha bà không tha. Thấy không? Đánh một trận mùng 3 tháng 10. Thôi ha. Mà mình thấy cũng đỡ đi. Thì bà ráng đi, ráng họ tu đi. Thì ráng ăn thiền lành hay sao? Xã nó trọng nhóc kìa. Cứ xã đi là chắc lội. Cứ xã là xã tội. Bữa nay đã tàu bên nay còn có một lúc một mà ráng lo tu đi được không nhờ ha. Thì dạ thưa bà Sáu xà lôn, thì bà có được một chiếc ghe ngon như vậy là cái mơ ước của bà là mấy chục năm nay, nhưng mà thì ngày hôm nay thì cũng nhờ ơn trên các chị mạnh thường quân trong nước và nước gần xa cũng xây chuyển cho bà để bà sống được chiếc ghe đó bà Sáu. Nhờ ông bà xây chuyển. Chứ không xe chuyển không nổi, không phải lo tiền đâu. Không có nổi bà... Không nổi đâu. Cái này bà có đi dệt chiếu hoặc đi chẻ lát không chứ? Không, nghỉ rồi, hết lát rồi. Chừng khoảng tháng rưỡi nữa mới có cắt, cắt sổ. Thì ví dụ bà có cái ghe rồi bà cũng đi mặn muốn. Thì cũng mời ai kêu gì mặn nấy. Còn mấy thì đi hái rau muống, rau chai đi bán. Thì con sẽ tài trợ cho bà là 18 kg muối, 18 kg gạo đó. Để dành bà ăn ăn ơn nhiều. Một ngày thì bà ăn cỡ 100 gram gạo được rồi, đừng ăn nhiều. À tiện. Tao nó chịu mày ơi. Chén. Chén gạo tao ăn một ngày không hết. Vậy là 100 gram mà nấu cũng được hai chén cơm mình rồi nha. Bởi vậy. Tao rồi tao phá cháo. Nấu cháo còn rẻ hơn nữa. Mới cháo gạo tạm bạc đi, nghèo lương thiền. Thì bây giờ bà thấy cũng như là trong cái thời kỳ này nè, thì Sài Gòn thì mưa gió khắc thường rồi, bây giờ con cò con vạc thì nó cũng vạc vô bờ hết rồi, con xíu con diều nó bay cao kịch liệt hết rồi. Bây giờ tới bây giờ biển động, bão tới là biển phải động. Thì bị bão là bão tới thì biển động, nó vô bờ. Rồi. Con cá mà chịu còn không nổi. Nó sống trứng nó dập dữ lắm, trứng nó dập vô bờ dữ lắm luôn, mình còn chạy được rồi cá nó chạy đâu, nổi lên hay sao nó chịu không nổi đâu, mình còn chạy trốn còn núp đồ này đồ kia được, chứ còn nó đâu núp thì nó phải chết. Nó dập quá lậu đâu có được, phải chết. Con cá nó cũng là một cái sinh mạng đó đó. Bây giờ bà con ta cũng rất yêu mến bà Sáu. Thì bà con ơi, thì bà Sáu cũng không có cái lời lẽ gì nhiều, bà tình thật nói thật. Thì có cái gì á, là sơ sước xin bà con trong nước và nước bỏ qua cho bà Sáu. Tại vì bây giờ bà Sáu chỉ biết rằng bây giờ tranh thủ để làm, để tháng 10 này để mà xuống nước. Tại vì tháng 10 này một cái tháng mà rất là bà con để mần cuộn mần gãy đó bà Sáu. Tháng 10 này người ta ai cũng tranh thủ. Ai cũng tranh thủ xuống. Năm nay lúa thất nhiều lắm đó. Thì ông trên cũng báo cho biết là tháng 10 này còn dài cơn bão làm sao. Mười này ông tha bà ông tha đó là mười này là chết nhiều lắm. Bây giờ nước ngoài chết nhiều rồi tới tháng 10 rồi vô tới mình nữa. Vô tới mình thì không biết sao nè. Thì bây giờ tới đâu hay tới đó. Bây giờ mình không biết được mà sao ơi, trời mưa giông gió sái mùi sái tiết mà sao. Con cò lặn lậu bờ sông mà cám cảnh thương chồng đi học đường xa,
không biết giờ nào nó về được. Đi ra đi học đường xa quá rồi giông gió về không được. Thì mà con thấy cũng như là cái thời kỳ bây giờ là cũng như là thế giới bây giờ bệnh hoạn đau ốm nè, lúc nào bây giờ là tới tháng 10 là tới mùa gió bắc chứ gì, đúng không? Gió bắc thì con người mình nó sẽ thay đổi theo cái chu kỳ á. Bởi vì gió bắc non thì con qua thế, mà gió bắc già lạnh lắm bà. Bởi sáng tôi đi gặp ba cái thú đó tôi mừng, tôi đem về ăn, tôi nấu xong em xuống ghe nó, em ghe nó uống hả? Nhức mỏi tê bại tâm thần. Thì bà Sáu ơi, thì trong cái mưa bão thất thường như vậy thì bây giờ bà Sáu chuẩn bị là cũng như tới cái mùa gió bắc này thì bệnh hoạn đau ốm thì nó sẽ nhiều hả bà Sáu? Thuốc đó là uống là chị à, bệnh thế nào? Nhưng mà mình có gì đâu, nấu ra rồi đường với nước đá để vô uống nó ngon dữ lắm. Lắm luôn ha. Đỡ rồi mấy người nào mà người ta không bệnh uống gì được không? Ai uống cũng được chứ ha. Ai uống cũng được. Bệnh đó là kêu bằng cây sâm phải không rồi sao? Thuốc mọi. Thuốc mọi là người mọi ha, mọi chồng. Mọi cây. Mọi cây, mọi giặt vỏ, mọi cây dâm nó qua. Cây sâm mọi bà ơi. Mà bà có thí nghiệm cho nghe, bà đưa cho người ta uống vô cái. Trời ơi, tao bán hồi nào tới giờ, tao nhờ tao bán nó tao có tiền, tao lặn lậu bờ sông. Cái họ bán tao không có tiền, lấy gì lặn. Thì bà Sáu cũng như là trong cái mưa bão thì bây giờ là bà Sáu ơi, thì bà nghĩ đi, thì ông bà cũng cho bà biết hết, thì cái năm nay rồi bà sắm ghe sắm cộ như vậy thì cũng bà lên tiếng như vậy thì các mạnh thường quân người ta thấy bà rất là thương, thì người ta hỗ trợ cho bà như vậy, bà thấy cũng như là mình còn được một cái chút hy vọng á. Thì sắp tới đây thì bà sẽ được bà con hỗ trợ gạo để cho bà xuống ghe và ăn. Thì bà cứ bơi lên bơi xuống thì đói á thì mình vô mình nấu cơm mình ăn, đói ăn rau đau uống thuốc bởi thuốc đó nó khó kiếm gì lắm. Ở đâu gặp được cái tao mừng lắm, tao xin tao đem về chặt hơi khô để dành nấu uống. Bà này cũng khoái vậy nè. Thì bây giờ bà thì con nói bà Sáu nghe vậy nè, bây giờ mình nói về cái cơ đi, bây giờ thuốc mình bỏ quên quên đi. Bây giờ con hỏi bà nè, bây giờ bà bây giờ là bà năm nay bao nhiêu tuổi nè? 76. Tết chị, này 77. 77 rồi, bây giờ bà xuống ghe như vậy á, là bà có mơ ước bà xuống ghe như vậy á, là bà để làm cái gì? Thì là ăn chay niệm Phật đi. Rồi con cháu đứa nào đó mà gán theo tao đi, ăn theo tao đi, rồi ăn chay niệm Phật, ăn hiền ở lành đi. Theo bà như ăn như thế nào mới theo bà được nè? Thì ăn muối. Rồi lỡ người ta không nấu thì sao? Thì gán bò. Gán bò ha. Ví dụ bữa nay ăn không nổi, bò gán bò ngày mai ăn, rồi ngày mốt gán bò thêm nữa, rồi bò từ từ. Cũng tới ha. Bà Sáu có chuẩn bị mình sắm nồi chắc, lướt ra được xuống ghe cho bà Sáu. Nấu củi hà chứ không có bếp ga con ơi. Bà Sáu xài củi ngày xưa tới giờ, bây giờ không xài bếp ga. Thì bà Sáu có cái bài thơ nào mình tặng cho bà con bà Sáu? Bài thơ gì? Hoàng Minh còn kẻ hy sinh, vì ai cùng kẻ phụ hoàng, đánh đổi cơ hàng. Bởi vì tiếng ai gao lụa, in là chỉ gian, một thân này gian nan. Ôi năm sáu tháng chịu cơ hàng, lệ minh chân loạn khắp nơi xóm làng. Lụa này là lụa tốt, anh chị em hãy nắm tay đi cầm xem. Tiếng có ai gao lụa in là chị Giang. Hay quá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ bà con cô bác thì bà Sáu tặng cho bà con một bài ca đó. Con cũng không biết bài ca là bài ca gì. Tao cũng không biết cái gì. Dạ, tự lên ông tự hát tự diễn chứ không biết cái gì là ra cái gì. Thì con thấy là cũng như là ngày xưa bà Sáu ở trên xà lôn á, như là ngày xưa Đức Phật Trùm cũng như là bà có thấy Đức Phật Trùm không bà Sáu? Không.
Ông có thấy ổng mà bây giờ cái hình của ổng hồi đó có 15 tuổi à. Bây giờ bình an mới lớn nè, cao cao. Nhỏ tuổi, hình đó có 15 tuổi à. Con nghe Phong Phanh á, từ đầu trên xóm dưới Phong Phanh á, bà Sáu đi mai bộ đồ quần trái nem cái gì đó, bà Sáu có không Sáu? Mai rồi. Mấy bộ? Con bộ à. Sao không mai hai bộ? Đồng ngắn đây. À, một bộ nhiêu Sáu? 265 ngàn. Mà mai bộ đồ ta không có vừa ý nữa. Vậy là bà, chừng nào mà xuống ghe cái mình mặc bộ đồ trái nem rồi đi dự hội mà. Thì mặc quần trái nem. Tao biểu mai cái lưng trắng gì nè, 5 phân, rồi áo thì đâu xương sống, mà nó mai tao không có xương sống, mà mai cái mà lưng có ngón tay. Không đúng rồi hả? Không đúng, tiêu chuẩn. Rồi sao mình có... Thì mặc đỡ đâu, thông thắng từ từ, tao mua giả gì à, tao bệnh vô đó tao mai. Mấy bộ mới đủ cùng anh em á. Rồi muốn mai nhiều thì nhiều, mai nhiều thì ít, mai ít. Nghe nói là trên báo cho biết dự hội có 2 bộ mà, có 2 bộ đổi. Thì đó 2 bộ. Mình muốn nhiều nữa là mình mai nhiều nữa. Có gì? Thì bà có cái bài ca gì mà nó hay hay nữa không bà Sáu? Bà suy nghĩ ra đi, bà đặt cái câu bài ca gì mà bà ca gì bà ca. Con bà... Chiếu Manh đi. Cái bài ca Chiếu Manh đó con thấy bà giờ. Bà đang ngồi cái Chiếu Manh nè. Ở nhà Chiếu Manh mà chạy góc đền, chạy vô làm bé có bệnh hay không, cái đời ra lấy 2 chồng, 1 nhà 2 chủ đem lòng tranh ăn, nhà anh chỉ có 3 căn, căn giữa của vợ, 2 căn của chồng, cá chim nhúc lại 1 lòng sâu yên, nực cừ thì pháp sợ điên, mặt trời lúa mọc thì gì anh coi, vàng ai mà đổi ông voi, 2 vàng chú chệt đổ còi ăn nam, cái bông tươi tốt anh ham, đừng quê nó rụng nước tràn Nam Châu, anh xui anh trốn đi đâu, nhà anh lửa cháy chị dâu mất chồng, thầy pháp anh ở 2 lòng, giữa nam giữa bắc giữa dòng tây đông, đâu ai mà để ở không, sao không lo cài ruộng kêu công cái giùm, ngựa ai hung dữ quá hùm, đâu cài ngựa cởi 3 cùm gắt gom, gạo tôi đừng ngủ đừng ngon, lúa tôi vô bịch ông gom về buồn, con gắn lại nói con chăng, chị dâu có chữa đẻ bằng chứng không, chị nào mặc áo lăng xa, cho tôi 1 vạt đây mà con beo. Hay quá. Ông gầy vắn Chiếu Manh mà chảy góc đền. Ê, nước Nam mà như thể cái lờ đặt trên chót núi đang chờ cá vô. Tháng giêng muốn mắm mần khô. Tháng 5, tháng 6 dẫn cô về chùa. Tháng 7, tháng 8 đi mời. Mời anh mời chị đó chơi 1 sòng. Ăn Tết đi đa thật đông. Đi qua chợ lớn Gò Công trở về. Chú đi cùng thành thị thôn quê. Chú đi lục tỉnh trở về tay không. Hay quá. Thì trong cái thời kỳ này bà con cô bác càng xa thì bà Sáu thì bà cũng vui vẻ. Thì có sao bà nói vậy? Tại vì bài thơ này bà đặt không chứ đây chưa có cái bài thơ nào. Nhưng bà Sáu anh bà nghĩ ra bà nói vậy. Thì bây giờ bà con nào mà yêu thích bà Sáu thì cứ tin tưởng bà Sáu. Tại vì bà Sáu ăn thật nói thật. Thì có sao bà nói vậy? Thì bà nói có gì sơ xuất rồi xin bà con trong nước và nước bỏ qua và thông cảm cho bà Sáu nha. Thì dạ thưa bà Sáu salon. Thì tại sao mà cái biệt danh nào mà bà có cái tên là bà Sáu Salon hả? Dắt trúng nó đặt đó. Con đặt cho bà Salon ha. Cái thật sự là bà tên gì? Dương Thị Chí. Dương Thị Chí. Là ngày xưa đầu bà có Chí không mà đặt Dương Thị Chí? Có Chí. Có Chí mà đặt Dương Thị Chí được không? Ừ, vậy đi. Đi đi chắc ăn. Nói gì đó là kiếp trước bà biết là bà kiếp gắn gì đó, mỗi tháng lộn bao nhiêu lần phải được kể cho bác nghe rồi Sáu. Thì năm thì nó lộn 2-3 lần gì. Nghe nói tháng 10 lộn nữa nè. Tháng 10 lộn là da chóc sao rồi Sáu. Thì nè, nó từ từ nè, nó lột lần cái ngón tay này giờ nè. 2 cái mắt cá đi đi trước rồi cái này à. từ từ nó hết mình. Có đau gáp gì đây không? Đây nè. Nè. Nó dợp cái nè. Dợp là đó. Thấy không? Không hổm là nó trắng, bây giờ nó dợp nè. Dạ, cũng như là lột xác vậy đó, cũng như là lột ra nó, cái da mình nó nở dụng ra hết rồi cái nó trắng trắng ha, nó mập lại ha, cũng như gắn này chắc bị ốm hay gì á. Gắn già gắn lột người già người tốt đồng sáng cũng như phải lột ra được hay sao. Thì bà có khi nào bà nằm mộng nằm mơ bà thấy được là sau này bà làm cái chức vụ gì không? Sao
tôi đi quýnh giặt chứ tôi không có làm chức gì. À, giặt thiên ha. Làm bên quýnh giặt. Quýnh giặt thiên chứ đâu. Quýnh giặt thiên mà không có tôi nhúng tay vô là quýnh không ăn. Không ăn ha. Cảm như cái đó là giặt thiên làm như thế. Tính của ai mà xấu? Không biết. Ví dụ lính của ai, lính của Nguyễn, lính của thì con ổng thì ổng đặt tên lính ổng. À, cái ghe này bà quyết định là đậu đây, mình chặt mấy nhánh nó bớt hay sao? Đúng, đậu đây mát rồi sao rồi? Thì đậu đây mát rồi đó, khỏe. Bữa đậu đây trời gió thổi yêu, trời đã xế chiều rồi. Gán à, chờ đã thế chiều rồi, con cháu gác lo tu đi, ăn hiền nó làm đi chứ nói gì. Đem cái kệ vậy. Giờ mình á, lấy cái kệ mình xài, lấy chén dầu dừa mình xài đi. Gió thổi hiu hiu. Thì cái cơ trời đã lộ hết đó bà con. Thì bây giờ cái hiện tượng trên trời xuất hiện. Rồi mới đó thì đã thấm thoát, cũng như là thầy Trung Kệ cũng đã thấm thoát mấy tháng trời. Rồi bây giờ xuất hiện hiện tượng lạ như vậy. Rồi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện xong, rồi thầy Thích Minh Tuệ, rồi tới thiền Bát Nhã. Rồi tới thì từ từ nó hiện hoài chứ. Tới bà Sáu Xà Lôn làm cái ghe. Rồi không biết qua năm 2025 nó có xuất hiện ra những cái hiện tượng gì. Rồi nó xuất hiện ra hình ra thì mình biết chứ. Nghe nói là sau này ba tiếng sấm nổ là đền vàng đi ngọc lộ ra hay sao? Cái đền vàng đi ngọc này là nó nằm ở chỗ nào, là cái trụ điểm của trong cái ba tiếng sấm này? Thì nó ở ngay chỗ chùa Phật lớn đó, ngay chỗ cái bàn Phật thiên á. Nổ là cứ như mình nổ như thế, cách thức nào mà sao? Thì ông trời ông nổ sao ông nổ mình đâu có biết. Có vàng không? Thì ông Phật ông là chỉ hiện là nổ ra là biết, bởi vì đền vàng lộ vẻ nè, ngọc ngà châu báu nè, vàng nè, bạc nè, nó có đầy đủ hết chứ. Nhiều lắm luôn hả sao? Bởi vì nó biết nó vô nó múc cái chiếc cửa đó. Mà ông Phật cũng đâu có cho của ổng mà. Ông Phật ông giấu hay sao? Đó, ông đâu có cho múc đâu. Múc cổ nào cũng gãy dân, mới cổ gì lúc vô cũng gãy dân, ông đâu có cho đâu. Như sau này đứa ông cấm là đền dành đi ngọc. Là sau này vua Minh Dương ra đời. Là thế giới này mình yên. Còn theo bà Sáu ơi, là cũng như là bây giờ đó là sao lễ lộc năm nào cũng bây giờ năm thìn thế ta đi nhiều lắm rồi. Thì một ngày một tiếng tới. Càng ngày càng tu càng nhiều ha. Càng ngày càng bước tới nhiều. Dạ. Thì con chát nó không biết, hồi đó nó không biết, bây giờ nó biết thì nó đi. Rồi tất sau này đó, nó theo nó hoài hoài tới. Thì đứa nào tu chánh thì còn xác còn hồn, còn đứa nào mà tu không chánh thì xác hồn vậy tiêu hết. Chứ đâu nói phải đi vậy mà còn đâu. Sao này còn căng nữa hả? Bốn đạo đông mà xuồng dông chở không đầy đó. Ông nói câu nói đó. Nói xuồng không có đáy chứ phải xuồng có đáy sao mà chở đầy. Nhà người còn có người hả? Đâu còn nhiều lắm. Thì con cũng chân thành cảm ơn bà Sáu đã chia sẻ lời hai cái đẹp để cho bà con cô bác gần xa kính mến trong nước ngoài nước. Thì các chị mình quân ơi, thì bà Sáu đây có cũng như cái tình thật, tình thiệt. Thì bà con có nghe được có gì sơ sức bà Sáu đã nói qua, thì bà con cũng như nước đổ ở trên cái lá sen đi, cái gì đổ rồi thì hết rồi. Thì bà Sáu tình thật, thì ai mà có yêu mến bà Sáu thì cho bà Sáu một like, là cho bà Sáu một cái đăng ký để bà Sáu có động lực để bà Sáu chia sẻ lên những cái lời hay tiếng đẹp thì gửi cho bà con cô bác. Thì bà cũng là 76 thì sắp sửa thì cũng 77. Thì cái tuổi 77 này tôi thấy là nó căng dữ lắm, ngay cái tuổi này nó căng dữ lắm. Mà anh vào cái năm thìn nữa thì gồng với gắn rồi dê thế giới ơi hời thay phơi à. Thì ai có căng thì còn, có đức thì còn, không có đức thì không còn chứ. Thì cho chúng cảm ơn bà Sáu nghe, bà Sáu có lời nào chúc cho bà con để mình kết thúc cái buổi chương trình trao đổi với bà Sáu Sài Lôn. Cho bà con cô bác gần xa gắng lo tu hiền, ăn mà ăn chay niệm Phật, ăn muối giống tôi đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ăn muối giống tôi đi. Hay quá bà Sáu ơi.